tốc độ của Ngọc Thắng. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Điều mà chúng ta mong chờ cuối cùng cũng đã đến ở ngay phút thứ 3. Tất cả chúng ta đang mong chờ rằng U23 Việt Nam sẽ có được bàn thắng sớm và từ đó giải tỏa được tâm lý và liên tiếp có được những bàn thắng tiếp theo. Hồ Ngọc Thắng đã làm tốt điều này với một pha dứt điểm chất lượng. Đây là pha bóng mà thủ thành Hồ Man Phai đã bỏ lửng góc xa và anh đã phải trả giá khi mà mặt sân. Cơ hội dứt điểm, tỷ số là 2-0. Phút thứ 5 và tỷ số đã là 2-0 cho tuyển U23 Việt Nam. Người vừa lập công đó là Lê Thanh Bình. Tiền đạo đá cặp với Công Phượng ở trong trận đấu này. Sai lầm của thủ thành Hồ Man Phai. Vẫn còn. Cơi. Vào. 3-0 cho Việt Nam. Công Phượng đã lập công ở trong trận đấu này. Chỉ mất 5 phút để có được hai bàn thắng trước khi trời có mưa. Nhưng cũng phải mất tới khoảng 13 phút thì chúng ta mới có được bàn thắng đầu tiên sau khi thi đấu trở lại. Và điều đó lại tới từ sai lầm của hậu vệ bên phần trăm. Kịp không? Bàn thắng. Tuyệt vời. 4-0 cho U23 Việt Nam. Người lập công lại là Lê Thanh Bình. Phút thứ 21 của trận đấu và chúng ta tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 4. Không hề có lỗi việt vị của Hồ Ngọc Thắng và Phan Thanh Bình đã kết thúc thành công pha bóng cuối cùng này. Sân trơn đã khiến cho Duy Mạnh bấm bóng rất điệu cơi. Bàn thắng thứ 5 đã tới với Việt Nam. Và đó lại là Lê Thanh Bình. Một cú hat-trick dành cho cầu thủ mang áo số 16. 5-0 rồi. Vẻ mặt thẫn thờ của thủ thành bên phía U23 Macau Trung Quốc Hồ Man Phai. Đó cũng là niềm vui của U23 Việt Nam cũng như là những cổ động viên từ quê nhà hay những ai đang có mặt tại sân động Sa Lam. Những pha xử lý đầy gọn ghẽ của Lê Thanh Bình. 5-0 cho U23 Việt Nam. Duy Mạnh. Ngọc Thắng đã có tình huống kéo người. Chúng ta cùng chờ xem đó sẽ là một quả đá phạt hay một quả penalty. Theo quan sát của chúng tôi thì đây là một tình huống phạm lỗi ở bên ngoài vòng cấm. Công Phượng rất chính xác. Một quả Pavlenka đã xuất hiện tại tượng đá ghi bàn vào lưới của U19 Nhật Bản. Trong trận đấu mà chúng ta đã để thua 2-3 với đội bóng này cách đây không đâu. Tỷ số được nâng lên 6-0 cho U23 Việt Nam. Tuyệt vời. Đứng trước bóng đang là Hồ Ngọc Thắng. Đánh đầu. Công Phượng. Cưới. Wow. 7-0 cho U23 Việt Nam. Đó là pha lập công của Công Phượng. Một bàn thắng cho thấy phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng thứ 3 của Công Phượng ở trong trận đấu này. Quá để mắt. Không có cơ hội.